giá giường dịch vụ tại bệnh viện công có thể lên đến 3 triệu đồng một ngày. Từ đầu năm 2023, các bệnh viện công có giá thu tiền khám bệnh mỗi lượt 300.000 đồng, tiền giường nằm 3 triệu đồng một ngày. Đây là mức giá được đề xuất trong dự thảo thông tư hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu do cơ sở y tế công lập cung cấp. Dự thảo đang được Bộ Y tế xây dựng xin ý kiến, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Theo đó, dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu, chưa kể các dịch vụ chiếu, chụp, chẩn đoán, xét nghiệm và các thủ thuật ở bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 như Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, Chợ Rẫy, Trung ương Huế, tối đa 300.000 đồng một lần khám. Các cơ sở y tế khác tối đa 200.000 đồng một lần khám. Trường hợp mời các chuyên gia trong và ngoài nước khám, tư vấn sức khỏe, giá theo thỏa thuận giữa cơ sở y tế và người sử dụng dịch vụ. Giá giường nằm tại phòng điều trị theo yêu cầu, chưa bao gồm tiền thuốc, các dịch vụ kỹ thuật y tế, tối đa 3 triệu đồng một ngày với bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1, mỗi phòng 1 giường. Cùng hạng bệnh viện này, nếu phòng có 2 giường, giá 2,5 triệu đồng trên 1 giường, phòng 3 giường giá 1,5 triệu đồng trên 1 giường, phòng 4 giường giá 1,3 triệu đồng trên 1 giường. Các cơ sở y tế khác tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, giá giường nằm tối đa 2 triệu đồng một người. Giá giường nằm tối đa 2 triệu đồng trên một giường, giá còn 1,7 triệu, 1,2 triệu, 900.000 đồng cho các loại phòng có 2, 3, 4 giường. Ở các tỉnh còn lại, giá giường nằm tối đa 1,5 triệu đồng, loại phòng 1 giường, giá giảm dần còn 1,2 triệu, 800.000, 600.000 cho các loại phòng 2, 3, 4 giường. Giá giường điều trị ban ngày do bệnh viện quyết định nhưng không quá 50% giá giường điều trị nội trú. Hiện nay, các cơ sở y tế công lập áp dụng giá khám, tiền giường dịch vụ khác nhau do chưa có khung giá từ Bộ Y tế. Cụ thể, giá phòng dịch vụ từ 700.000 đồng đến 2,5 triệu đồng một giường mỗi ngày đêm như Bệnh viện Bạch Mai, phòng 2 giường giá 1 triệu đồng trên một giường một đêm. Ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, phòng 1 giường giá hơn 2 triệu đồng một đêm. Như vậy, giá giường nằm đề xuất trong dự thảo mới cao hơn khoảng 1 triệu đồng so với mức cao nhất đang áp dụng tại các bệnh viện công lớn. Về chi phí khám, các bệnh viện tại Hà Nội đang áp dụng 4 mức giá khám bệnh theo yêu cầu, như giáo sư khám giá 550.000 đồng, phó giáo sư khám 450.000 đồng, tiến sĩ khám 350.000 đồng, còn thạc sĩ khám giá 250.000 đồng. Bạn đánh giá thế nào về mức giá này?